Xã Giao Thiện là một trong hai địa phương trên địa bàn huyện Lang Chánh có dịch viêm da nổi cục trên châu bò. Địa phương này đã và đang triển khai các biện pháp cấp bách nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về dịch bệnh, chuẩn bị vật tư, thực hiện các biện pháp phòng chống không để bệnh bùng phát lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn, biết được vật nuôi của gia đình mình bị mắc bệnh viêm da nổi cục và được tuyên truyền hướng dẫn của cán bộ thú y, gia đình ông Lê Văn Thành ở thôn Trường Lằn đã triển khai rắc vôi bột, phun hóa chất khử trùng chuồng trại theo địch mỗi ngày một lần, đồng thời chú ý tách đàn, nuôi nhốt vật nuôi mắc bệnh cách xa với những con chưa mắc bệnh và chú trọng chăm sóc đặc biệt đối với vật nuôi bị bệnh theo hướng dẫn. Do được tuyên truyền về mức độ lây lan, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, vì vậy các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã Giao Thiện, nhất là những hộ chăn nuôi tại thôn Trường Lằn đều chủ động trong việc tiêu độc khử trùng, tự mua thêm hóa chất diệt muỗi để phun. Bên cạnh đó, tạm thời không chăn thả gia súc mà thực hiện bằng các biện pháp nuôi nhốt và tiêm phòng theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Vâng, từ khi nhà ông Toan có dịch bệnh, thì xã lên truyền cho tôi, nó quét dọn chuồng trại để tôi phun ngày 3 lần. Mỗi ngày tôi không cho đi nữa, tôi ở nhà tôi chăn, tôi cắt cỏ. Thỉnh thoảng tôi cho đi uống nước muối. Xài vôi bột xung quanh chuồng. Sau này xá lên cho thuốc ấy tôi phun xung quanh chuồng. Thuốc muỗi ruồi, thuốc tiêu độc khử trùng cho trâu. Người lạ tôi không cho vào trong nữa, không cho vào gần. Được biết xã Giao Thiện có hai hộ dân với hai con bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Cả hai hộ dân này đều thuộc thôn Trường Lằn. Ngay sau khi xuất hiện dịch bệnh, xã Giao Thiện đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được xã triển khai thực hiện là lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại thôn Nghiệp Tượt, nơi giáp danh với xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, để tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Đồng thời khuyến cáo bà con chủ động vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi phải ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống, đặc biệt là không giết mổ, tiêu thụ động vật mắc bệnh, không chăn thả gia súc để hạn chế lây lan trên diện rộng. Cùng với việc chủ động thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, Ủy ban Nhân dân xã Giao Thiện cũng chú trọng công tác tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho đàn châu bò. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 100% việc tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho đàn vật nuôi trong diện tiêm. Với sự vào cuộc kịp thời quyết liệt của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của người dân trong công tác phòng chống dịch, xã Giao Thiện quyết tâm khống chế dịch có hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng.